Như vậy, sau 2 ngày kể từ khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh 72,1 triệu đồng một lượng, hiện giá vàng SJC đã giảm khoảng 1,55 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng SJC trong nước vẫn tiếp tục giảm. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 11, công ty B&J giảm thêm 250.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm trước, xuống còn 70,55 triệu đồng một lượng mua vào và 71,45 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 70,7 triệu đồng một lượng mua vào và 71,52 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn được các doanh nghiệp tăng giá và neo ở mức cao, trên 61 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được công ty SJC niêm yết ở mức tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán, lên mức 59,9 triệu đồng một lượng mua vào và 61,05 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty B&J cũng niêm yết giá vàng nhẫn B&J ở mức 59,95 triệu đồng một lượng mua vào và 61,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán.